Sau khi Hiệp định Đối tác Thái Bình Dương TPP được ký kết, thì các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đang có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Cùng với việc tiếp tục duy trì thị trường có vị trí số 1 là Nhật Bản hiện nay, thì các doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư, hợp tác với các đối tác Mỹ. Công ty Tinh Vân khai thác tiềm năng về gia công xuất khẩu phần mềm tại Mỹ từ năm 2009. Sau nhiều năm chuẩn bị về nguồn lực, năm nay Tinh Vân quyết định đầu tư mạnh vào thị trường Mỹ. Nguồn lực đấy thì bao gồm cả là các cái đặc thù về mặt công nghệ mà thị trường Mỹ bây giờ đang yêu cầu, một số những cái xu hướng công nghệ lớn trên thế giới mà Mỹ là cái nước mà nó áp dụng rất là nhanh và tiên tiến nhất. Thứ đấy là vấn đề về nguồn lực. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cái lượng đầu tư về mặt tài chính. Cái chuẩn bị thứ ba của chúng tôi là chúng tôi đã có những cái hệ thống mà đào tạo cho các bạn lập trình viên theo cái hệ thống chứng chỉ mà thị trường Mỹ họ đang quan tâm. Theo Hiệp hội Phần mềm và Công nghệ Thông tin Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam có nhiều thế mạnh, đặc biệt là giá cả gia công thấp hơn các nước Đông Âu và Ấn Độ. Đó là cơ sở để các doanh nghiệp Việt có thể thành công đột phá tại thị trường Mỹ. Mặt khác, hợp tác với Mỹ cũng là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp phần mềm trong nước. Hợp tác với những tập đoàn hàng đầu đang dẫn dắt công nghệ của thế giới như là IBM, như là Microsoft, như là GE, như là Amazon, như là Oracle là đối chúng tôi là cực kỳ quan trọng. Và hiện nay rất là may mắn là cái cuộc cách mạng số được dẫn dắt bởi các cái công ty hàng đầu của nước Mỹ về Internet vạn vật, thì chúng tôi được đồng hành 6/7 người tiên phong. Thì nước Mỹ với chúng tôi là trọng yếu trong vấn đề hợp tác. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết việc tiếp cận và khai thác thị trường Mỹ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất ấy, là phải gặp được người đứng đầu các tập đoàn của họ. Để mà gặp được người đứng đầu của tập đoàn GE, để gặp tập đoàn đứng đầu của Michael Dell thì chỉ là rất khó. Thế thì rất là may mắn tôi có cơ hội gặp họ ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và Diễn đàn Kinh tế Thế giới như là một cái điểm tựa để chúng tôi vào thị trường Mỹ. Khó khăn thì có rất là nhiều. Thứ nhất thì là do là cái khoảng cách về mặt địa lý nó rất là xa. Nó dẫn đến cái việc là để mà đầu tư sang được một cái thị trường như vậy thì nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực và phải có sự đầu tư nghiêm túc. Theo Hiệp hội Phần mềm và Công nghệ Thông tin Việt Nam, để thành công với thị trường Mỹ, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam cần có sự liên kết với nhau. Bên cạnh đó, sự giúp sức từ phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng là nhân tố quan trọng giúp các doanh nghiệp phần mềm khai phá thị trường Mỹ bên cạnh thị trường truyền thống là Nhật Bản.